Em lên ở đây. Hugo Tỏi Dương xin kính chào quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại lên báo giá một buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay này. Và thêm rất là nhiều xe luôn. Lại cập nhật thêm bán tải này. Chỉ với dưới 400 triệu là khách hàng có thể đi bán tải rồi. Số tự động máy cầu, máy dầu hai cầu nhé. Chào bác Nguyễn Văn Phán này. Chào bác Nguyễn Phương Đức này. Chào dì Vũ Huế này. Khách hàng đang xem buổi báo giá live stream trực tiếp của em Lê Hương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ nhé. Lắng quá, Hải Dương sáng thì mưa, giờ lại lắng, lại bắt đầu công cuộc áo lắng đội lón rồi. Nên là các bác thương em Hương nào, lắng như thế này vẫn báo giá live stream đây các bác ơi. Chia sẻ cho em Hương lên nào. Hôm nay thì em về rất là nhiều xe nhé. Nên những bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào như i10 này, Vios này, thì để lại số điện thoại ở phía dưới bài viết là trên bài live stream của em ngày hôm nay này. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình có một bữa trưa thật là ngon miệng nhá. Và một ngày làm việc thật là năng lượng nào. 9 khách hàng rồi. Chào bác Giang Vũ này. Chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Đây là để em ngắm là bán tải này. Dưới 400 triệu là có bán tải rồi. Máy dầu 2 cầu số tự động. Rất là nhiều bán tải 2 cầu máy dầu luôn. Em sẽ ghim số điện thoại lên đây nào. Chia sẻ cho em Hương lên nào các bác ơi. Rất là nhiều xe luôn. Cho em xin một phút nữa thôi thì em sẽ đi báo giá đây. Đi báo giá ngay. Hôm nay có nắng nhưng mà cũng rất là mát rồi. Đây nhá, em xin phép được quay sang cam sau luôn này. Chào bác Nguyễn Thượng Luận này. Em xin phép được quay sang cam sau luôn. Để em đi quay qua một chút, một vòng và một vòng ở bên em này. Xem có những dòng xe nào khách hàng đang quan tâm nhé. Accent màu đỏ số tự động đời 2020 thì em về phát là chốt luôn rồi. Về phát là khách ưng luôn. Vios số tự động cũng chốt rồi. Vios số sàn màu đen không taxi không dịch vụ cũng chốt rồi. Hôm nay em lại về thêm này. Chiếc Morning màu xanh số tự động này hôm nay em cũng nhận cọc rồi này. Còn thêm về thêm một chiếc xe Innova số sàn. Innova số sàn không taxi không dịch vụ đời 2013 em Hương đang bán là 345 triệu này. Hoặc một mẫu xe, một dòng xe Kia Forte này. Một siêu phẩm Kia Forte với lớp sơn màu đen đẹp, form dáng thể thao, số tự động đẹp, được sản xuất năm 2010, bản nhập khẩu số tự động đây ạ. Em Hương đang bán chiếc xe Kia Forte này với giá là 330 triệu. Hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, xi nhan trên gương. Cụm đèn pha phía trước các bác nhìn này cực kỳ sắc nét và đẹp cho em luôn ạ. Kia Forte đây, 330 triệu, số tự động đẹp. Bản này có cửa lock đầy đủ cho em này. Xi nhan tích hợp ở trên gương. Chào bác Hoài Trương này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em ạ. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa rồi. Xe các bác nhìn cho em này. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí thì cỡ vừa thôi. Điều hòa mát lạnh, ghế da đẹp căng luôn. Ghế da phải nè. Siêu chất lượng luôn ạ. Từng móc khóa đẹp như thế này cơ mà. Em chào anh Đỗ LT nhá. Siêu phẩm Kia Forte hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng. Bạn này có cửa lock. Nhập khẩu đời 2010 và là số tự động. Em Hương đang bán là 330 triệu. Để lại bình luận cho em, để lại số điện thoại cho em ở dưới phần live stream ngày hôm nay. Thì giá trên live stream sẽ là đẹp luôn các bác nhá. Giá cực đẹp luôn. Đây ạ, các bác nhìn này, la răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, 330 triệu cho siêu phẩm Kia Forte. Còn nhấn mạnh đặc biệt là đây này, em có một chiếc bán tải này dưới 400 triệu này. Một siêu phẩm bán tải Nissan Navara đời 2014, đăng ký lăn bánh là 2015, dưới 400 triệu, giá chào bán là 398 triệu cho chiếc bán tải Nissan Navara đây. Biển là biển Hà Nội nhá. Màu xanh đẹp. Cam 360. Cam hành trình, cam lùi đầy đủ cho em. 398 triệu số tự động đẹp đời 2014 và đăng ký là 2015 nhá. Số tự động 2 cầu máy dầu 398 triệu. Cam
năm hành trình có cam lùi, có đề lộ thông minh. À em này chưa lên đề lộ, nhưng mà em này lên được thùng thấp rồi, bán tải nhưng mà lên thùng thấp rồi các bác này. Chào bác Trần Trọng Lích này, chào bác Trương Nguyễn này, chào bác Trương Minh Nguyễn Minh Chiến này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Số hotline em đã ghim rồi, 0354602790. Địa chỉ showroom bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Hôm nay thì em còn về thêm được một mẫu xe nữa đây, biển thủ đô Hà Nội này, một dòng xe Chevrolet. Một chiếc xe Chevrolet Captiva đời 2007 số tự động. Giá chào bán chỉ có 225 triệu cho chiếc Captiva Chevrolet đây. Chevrolet Captiva với tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Có màn hình giải trí rồi. Ghế da thì đẹp căng luôn. Em này là số tự động đẹp. Bác nào công trình công trường mà đi thích đi Captiva thì em này là hết nước chấm này. La răng thể thao đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng. Xi nhan trên gương, lẹp chân kính vì chắn mưa đầy đủ. Số máy thì cực ngon cho em. 225 triệu số tự động cho chiếc xe Chevrolet Captiva bên em Hương ạ. Mới về đây các bác ơi. Chào bác Dưa Đường Vương ạ. Chào bác Phạm Thuận này. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em nhé. Lắng như thế này thì các bác lại đi ngủ rồi. Tiếp theo bên đây thì em còn có một siêu phẩm tập lái nữa đây. Chào em chân dài lay say nắng chưa em ơi. Chúc em bán đây chắc. Cảm ơn bác Trương Nguyễn này. Nay thì không nắng bằng mọi hôm, nhưng mà bây giờ bắt đầu nắng rồi. Một siêu phẩm tập lái đây. Một chiếc sờ bắc van đăng ký 2 chỗ ngồi. Điểm nhấn của em này không chỉ là sở hữu một bộ điều hòa mát lạnh rất run. Số máy thì trơn tuần tuột, rất là ngon, nhẹ nhàng. Bên trong thì có cho em là một bộ ghế da này, kết hợp rất là đẹp. Bên ngoài là nước sơn màu xanh lá. 85 triệu cho chiếc sờ bắc van đăng ký 2 chỗ ngồi. Trong buổi báo giá ngày hôm nay cắt luôn 5 triệu đồng trong dòng xe cỏ nhưng vẫn bớt 5 triệu cho khách hàng nào mua chiếc xe sờ bắc bên em nhé. La răng lên, bộ la răng đẹp rồi. Đèn pha cũng đẹp luôn, sơn si sạch đẹp, máy số ngon, điều hòa mát lạnh. Em chào bác Vũ Đức Thanh này. Chào bác Nguyễn Trung Dũng, chào bác Tân Dương. Chia sẻ cho em lên nào. Hôm nay thì mạng không biết là có bị ẩn comment không. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Ở đây thì còn có một chiếc sờ bắc, nhưng em này đã đăng ký 5 chỗ ngồi. Em kia thì đăng ký 2 chỗ ngồi, là bán tải siêu mini chuyên sinh ra để chở hàng. Em này thì vẫn là la răng sắt thôi, không phải lên la răng thể thao dạng nữa kia. Nhưng giá chào bán là 85 triệu đây. Đăng ký 5 chỗ ngồi, hai màu xanh em đều có này. Đây là xanh cốm, còn kia là xanh lá nhá. Bên đây thì còn có một siêu phẩm Vios với nước sơn màu đen, mang đăng ký biển 37 này, biển số rất là đẹp luôn. 3338. Một siêu phẩm Vios đời 2009, động cơ trang bị là 1.5. Em Hương đang bán với giá là 185 triệu thôi. 185 triệu cho một siêu phẩm Vios, lên cả màn hình rồi, ghế da đẹp, và em này là số sàn. 185 triệu xi nhan tích hợp trên gương, lên bộ la răng đẹp rồi. Vios đây ạ, màu đen các bác nhá. Nước sơn là màu, nước sơn màu đen, biển là biển 37 này. Em quay rõ cả biển đây ạ. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm đây. Một MI10, biển là 74 này, nước sơn màu bạc. I10 đời 2017, cao chót vót, bản này là bản đủ số tự động cho em. I10 365 triệu đời 2017 nhá, bản đủ 1.2 số tự động. 365 triệu có cho em là đèn halogen này, đèn phá xương, đèn gầm có và có thêm hai giải đèn led hai bên. Đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7/2023, xin nhan tích hợp trên gương. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Chào bác Nguyễn Nam, chào em Hương xinh gái nhé. Cảm ơn anh nhé. Chia sẻ hộ em Hương lên trang cá nhân và hộ nhóm giúp em ạ. I10 đây, bản đủ nhá. Lên màn hình san tách xịn, đề lỗ thông minh. Túi khí an toàn trên ghế phụ và bên vô lăng mắc tài này. Tổ hợp phím bấm tăng giảm lách bài trên vô lăng. Bên trong phần táp lô táp ly cải màu rất là đẹp luôn. Ốp hết mạ chrome tay nắm cửa này. Một em siêu phẩm I10, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho em đây. Số tự động đẹp bản 3.2, phía sau có cam nùi đầy đủ và bốn mắt cảm biến va chạm này. Sang bên đây nữa nhá, em sẽ quay bên ngoài trước. Vì bên ngoài trước một chút mà nó còn nóng máy thì em đi vào trong, không nó lại đơ mất. Rất là nhiều dòng xe luôn các bác ơi. Chào bác Nguyễn Đức Anh này. Chia sẻ cho em Hương đi ạ. Rất là nhiều xe, hôm nay em về thêm cả mua trần này.
một chiếc xe thể thao nữa cơ, một chiếc xe Range Rover hay còn gọi là một em khủng long bạo chúa. Lắng quá, lắng quá. Một em Range Rover khủng long bạo chúa đây, 780 triệu ạ. Đây là một em khủng long bạo chúa này, 780 triệu, biển Sài Gòn các bác nhá. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau này, cụm đèn hậu phía sau thiết kế như là một cái cốc thủy tinh pha lê, rất là đẹp. Khủng long bạo chúa 780 triệu, có chế độ lâng hạ gầm. Vì sao lại có lâng hạ gầm? Khi các bác đi vào khu vực mà đường nó xấu này, em nó có thể chổng mông lên đi qua cái đường xấu lại hạ xuống được. Lâng hạ gầm căn chỉnh làn đường. Nói chung là em này nhiều đồ chơi, nhiều option lắm. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế này, 780 triệu nhập khẩu nhá. Lâng hạ gầm này, có cả chỗ đường đổ đèo này, có cả khi mà các bác đi vào khu vực nguy hiểm như đường núi này, cảnh báo này. Bản này thì có cửa lốc đầy đủ cho em. Range Rover 780 triệu. Ghế thì ghế chỉnh điện đẹp rồi, số tự động đẹp luôn. Có mang cá mập này các bác nhìn này, một chiếc xe khởi nghiệp đây. Nhìn cái dáng xe quá là chất lượng luôn đúng không ạ? Siêu phẩm Range Rover 780 triệu nhé. Thương lượng lộc lá cho các bác nào yêu thích sự khỏe khoắn này. Còn bên đây thì em có một chiếc xe BMW 335i đời 2008 đây ạ. 335i đời 2008 bản nhập khẩu. Em đang Hương đang bán là 860 triệu cho chiếc xe mui trần BMW này, biển 79 này. Nước sơn thì màu trắng đẹp, nội thất bên trong là với tông màu đây. Bác nhìn này, xe chuẩn xe hoa hậu này, hỗ trợ gãy số thể thao. Trên vô lăng có nghe gọi khẩu lệnh này, gương kính là không viền nhá. Em này là hai cánh cửa thôi bác ạ. Xe mui trần BMW này là hai cánh cửa này, 860 triệu hỗ trợ gãy số thể thao trên vô lăng, lưng hạ mui cực kỳ nhẹ nhàng cho em. Hàng ghế đây, dù là hai cánh cửa nhưng mà hai hàng ghế vẫn đủ cho 5 người ngồi các bác ạ. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, rất là nhiều chế độ option tự động cho em. Bây giờ thì em đang đóng mui lên, chứ nếu mà hạ mui xuống thì nhìn đẹp lắm. Ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện cho em. Xin nhan tích hợp trên hông là dòng thể thao phanh ABS, 860 triệu cho một siêu phẩm này. Những bác nào mà yêu thích dòng xe thể thao này, chất chơi như mui trần này, hoặc các bác nào làm dạp cưới này, phong hoa cưới hỏi để chạy dịch vụ, để chạy đám cưới rất là yêu luôn này. Đầy đủ option hết rồi, form dáng cực đẹp. Và em này thì nếu mà đi tán gái thì đúng là đổ tự phụ huynh đến học sinh này. Hyundai Accent này thì là chốt khách rồi, khách y Hyundai này là chốt rồi. Bên đây thì em mới về thêm này, một siêu phẩm đây ạ, một em Kia Rio số sàn đời 2015. Em này là bản nhập Hàn nguyên chiếc với lước sơn màu trắng đẹp, biển thủ đô Hà Nội này. Lước sơn màu trắng đẹp cho em Kia Rio đây, các bác nhìn hộ em, sáng bóng đẹp luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí có rồi. 325 triệu, ghế da thì ghế da cao cấp đẹp. Mở ra rất là thơm luôn nhá, xe đẹp zin luôn, zin toàn xe cho em. Lên bộ ghế da cao cấp này, phanh thể thao nhá. Bản nhập Hàn đời 2015, động cơ trang bị 1.4 em Hương đang bán là 325 triệu này. Chào bác Lê Dũng, chào bác Khang Vũ, chào bác Boy Nam Vũ Văn này. Kia Rio đời 2015 nhập Hàn nguyên chiếc, 325 triệu, lước sơn màu trắng đẹp, nam nữ đều đều ok. Và em nó là hộp số sàn này. Kia Forte thì là một đời 2010, em Hương đang bán là 330 triệu. Bây giờ thì em Hương sẽ quay vào bên trong này, bên trong còn rất là nhiều xe. Vừa rồi em chỉ mới quay được tầm 10 chiếc xe thôi, còn bên trong còn hàng trăm chiếc xe nữa cơ. Em chào bác Ngô Hùng nhé. Một em siêu phẩm bán tải này, Ford Ranger Wildtrak bản 3.2 đời 2017, số tự động máy dầu, em Hương đang bán này, hạ thu em này rồi. Em này đang vừa có giá là 835 triệu. Đèn bi này, đèn led các bác nhìn cho em này, form dáng này một con voi đến từ Thái Lan. Kia Zono, Kia Zono thì em có 7 chỗ máy dầu số tự động. Còn đây thì em có Kia Rio anh nhá, nước sơn màu trắng đẹp này là Kia Rio anh ạ. Bản nhập Hàn đời 2015, số sàn 325 triệu, form dáng đẹp, máy số ngon, zin đét luôn anh nhá. Nhập Hàn nguyên chiếc, đây là Kia Rio anh ạ, Kia Rio nước sơn màu trắng, một dàn lốp mới. Còn đây là bán tải Ford Ranger Wildtrak máy dầu bản 3.2, nước sơn thì màu trắng đẹp, một con voi đến từ Thái Lan đây. Đây chuẩn là một con voi đến từ Thái Lan, rất là nhiều option, rất là nhiều công nghệ hội tụ vào đây.
Toàn nhìn cái vô lăng, các bác nhìn này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Đầy đủ cho em khẩu lệnh nghe gọi, hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Và có cụm đèn pha, một cái bộ phận thiết kế cụm đèn pha là tự động gụp đèn pha khi gặp chướng ngại vật này. Đó, các bác nhìn này, ghế da đẹp căng, máy số zin ngon, led là đẹp luôn, 835 triệu, đời 2017 nhá. Một con voi đến từ Thái Lan đây. Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương là các bác ơi. Rất là nhiều xe luôn. Bên đây thì em cũng có một chiếc xe siêu phẩm Kia Morning bản nhập Hàn, à bản nhập khẩu, số tự động, đời 2011. Bản này là bản cửa lóc cho em này, biển là 10 Hải Phòng nhá, nước sơn gọi là màu lông chuột đi. Bản này cửa lóc có đèn bi sa lông này, giải đèn led này, đèn gầm này, đèn phá xương đầy đủ luôn. Kia Morning đời 2015 em đang bán với giá là 285 triệu, đời 2017, à 11 em xin lỗi, đời 2011. Bản nhập khẩu số tự động và em này có cửa lóc này. Nước sơn thì màu lông chuột cực đẹp luôn. Em chào bác Tình Lê này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm mà Hyundai i30 bản Crown cao cấp full kịch biển thủ đô Hà Nội đây. Nước sơn màu trắng đẹp này. Đèn bi này, có đèn gầm đầy đủ cho em. i30 đời 2009 bản nhập Hàn em Hương đang bán là 308 triệu. Xin nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS đầy đủ này. Bản này thì có cửa lóc, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa nhá, zin đẹp luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí này. Vì là nhập Hàn nên em này có cả sấy sưởi kính và sấy sưởi ghế đầy đủ cho em ạ. Hyundai i30 bản Crown cao cấp đây ạ, bản cửa lóc nhá. 308 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Khách hàng nào mà quan tâm yêu thích trên livestream em nói trực tiếp luôn, con này còn 300 triệu vẫn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Giá em Hương là nói là giá bán này, nên nhiều bác vào xem livestream hoặc là nhắn tin cho em mà cứ mặc cả một chiếc xe thì 2 đến 30 triệu thì chúng ta không làm việc được đâu. Giá nó có giá niêm yết rồi. Con nào mà cắt được nhiều thì em sẽ cắt giảm cho khách hàng nhà mình lấy lọc thôi. 10 triệu cộng bao rút hồ sơ. Nói trực tiếp trên livestream luôn các bác nhé. Còn đây này, một em biển 89, một em La Setti. La Setti SE nhập Hàn đời 2010, động cơ trang bị 1.6, em Hương đang bán với giá là 225 triệu đồng cho chiếc La Setti SE. Màn hình giải trí OLED đây, ghế da thể thao đẹp luôn. La Setti SE 2010, 225 triệu. Chị ơi. Rất là nhiều dòng xe đẹp luôn nhé. Các bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em Hương này. Khách hàng đến xem xe giờ sáng còn rất là nhiều luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc xe siêu phẩm Vios đời 2008, giá chỉ có 179 triệu nhưng lên màn hình xịn rồi, có đề lỗ thông minh, xin nhan trên gương, là la răng thể thao 5 chấu đẹp này, biển là biển 38 nhé. Vios màu đen đẹp, cam hành trình có, cam lùi có này, 179 triệu đầy đủ màn hình giải trí này, đề lộ thông minh. i10 đời 2014 em có một chiếc nữa này, rất là nhiều i10. i10 đời 2014 bản nhập khẩu số sàn em Hương đang bán là 200, em này là bao nhiêu này, 215 triệu này. Anh ơi, hôm nay là những cái dòng xe mà cứ để lâu lâu tầm 2 tuần 3 tuần là giảm cắt luôn anh ạ, làm chuyến mới luôn. Nên là bên em lúc nào cũng bán rất là nhiều xe là vì như vậy anh nhé. Không phải là xe lỗi mà cắt đâu ạ, mà đôi khi nó sinh gái, những cái duyên của nó hơi vô duyên một tí là em cắt luôn. Để khách hàng giá đẹp làm chuyến mới luôn. Lại tìm xe khác, dòng xe khác, phân khúc khác cho khách hàng nhà mình. Phục vụ tất cả bà con luôn. Nhiều xe đẹp mà chưa đủ tiền em Hương ạ. Anh cứ theo dõi em đi ạ. Chia sẻ giúp em, theo dõi và ủng hộ em. Thì khi mà anh mua xe là thiếu bao nhiêu, nếu như mà bớt được thì em bớt luôn, không bớt được thì làm trả góp. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Một em i10 đời 2014 bản nhập khẩu em Phương đang bán là 215 triệu. Động cơ trang bị 1.0. Quan trọng là khách hàng phải chia sẻ cho em cơ. Tại vì bây giờ Facebook nó đang chiến thuật mới, nó hơi bị bóp một tí. Nếu như các bác mà không chia sẻ thì không ai nhìn thấy bài viết của em. Cho anh xem xe mẹc à. Anh Việt ơi, đợi em một chút nhé. Mẹc thì em có mẹc C250, C240 đầy đủ luôn. Anh Việt đợi em một chút ạ. Sắp đến xe mẹc rồi.
Đây nhá, i10 đời 2014 bản nhập khẩu em Hương đang bán là 215 triệu, lúc sơn một bạc, biển là biển 35 này. Chào bác Tư Phạm này, chào bác Hoàng Đình Thuyên, bây giờ mới thấy khách hàng thân yêu của em vào đây này. Chắc các bác ăn cơm rồi. I10 biển 29 nữa đây, em này thì giá rẻ rồi. Đời 2008 em này chỉ có 125 triệu thôi. 125 triệu cho chiếc xe i10. Các bác nhìn này, một em siêu phẩm siêu lướt lướt lên sóng đúng được chưa được 24 giờ, gọi là bao nhiêu tiếng nhỉ? Đúng một buổi sáng là chốt luôn. Xe mẹc à, xe mẹc thì em có mẹc C250 bản Blue cao cấp này, hơn 300 một tí thôi. Mẹc đâu em nhỉ? Con mẹc xanh đâu nhỉ? Chào bác Xuân Mai nhé, mẹc thì em nhiều lắm nhưng đợi em một chút. Hả? À đây rồi. Một em mẹc C250 bản Blue cao cấp nhất biển thủ đô Hà Nội. Đây các bác nhìn này, mẹc đây nhá, 388 triệu đây. Một em mẹc 388 triệu đây. Cảm biến va chạm trước và sau 10 mắt này, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí xi nhan trên gương. Nói chung dòng xe mẹc này thì em nó không cầu kỳ về cái những cái option như độ cái nọ độ cái kia, vì bản thân em nó sinh ra là gần như đã hoàn hảo rồi. Nên là bây giờ em nó chú trọng nhất là về khoang động cơ, máy móc, xe pháo này. Các bác nhìn bộ la răng của em mẹc này, hơn 300 có xe mẹc đi, logo Mercedes-Benz. Các bác nhìn này, đi tán gái mà đi em này quá là đẳng cấp này. Làm như bác Việt Tân mà làm bên nhà đài mà đi xe mẹc thì nó vẫn là đẳng cấp khác nhá. Nó vẫn là một cái đẳng cấp khác ạ. Tổ hợp phím bấm khổ lạnh nghe gọi trên vô lăng. Em này đang cắt còn có 379 triệu thôi. 379 triệu, số tự động đời 2009 này. Một siêu phẩm xe mẹc đây ạ, Blue cao cấp Anh Việt này. Mẹc đây nha các bác nhá. Nhiều bác thắc mắc là xe mẹc này thì phanh tay nó ở đâu, thì em cũng chia sẻ đây. Đây mới là phần phanh tay của xe mẹc này. Đầu tiên khi mà em làm về xe em một giật mình, sao con này không có phanh tay, không có phanh chân. Thì đây nhá, giật cái này lại sẽ là phanh tay nhá. Nói chung xe mẹc này phải đầu tư và tìm hiểu rất là nhiều thì mới hiểu về xe mẹc. Nó quá là nhiều option, nó quá là nhiều chức năng, nhiều lắm các bạn. Xe thì đỉnh, đỉnh, cuộc đỉnh luôn. 379 triệu cho chiếc xe mẹc đây ạ. Còn nếu như mà dưới, vâng anh Việt ơi, nếu như mà mẹc xe 240 thì em cũng có một chiếc xe mẹc này, biển Hà Nội luôn. Thủ đô nói chung là mẹc hầu hết là xuất phát từ thủ đô Hà Nội, vì tầm đấy các bác mới là những cái bác đẳng cấp mua xe mẹc. Đẳng cấp mua xe mẹc này. Em mà là con trai nhá, ngày nào em cũng đi xe mẹc với cả đi bán tải ngoài chắc thì tán gái thì gái có đổ dẹp. Riêng em mà đã yêu, em chỉ thích yêu anh nào đi ô tô thôi. Nên là em mà là con trai thì một lứa Hải Dương thì con gái Hải Dương thì chết với em. Mẹc xe 240 cũng có 199 triệu này anh này, biển thủ đô Hà Nội, logo mẹc đây. May mà em là nữ đấy, chứ em mà làm là con trai và làm về ngành ô tô thì thế này thì một lứa Hải Dương, gái Hải Dương phải qua tay em hết. Mỗi ngày em đi một xe, nay em đi bán tải Nissan Navara, mai em đi xe mẹc, ngày kia em đi mui trần đi tán gái, ngày kia thì em lại đi Range Rover. Toàn những cái em siêu chất như thế thì gái nào mà sợ đổ đúng không ạ? Một siêu phẩm Nissan Navara đời 2017, nước sơn màu trắng đẹp, số tự động. Về ăn cơm được rồi, giờ xăng 32.000. Anh ơi, bây giờ cầm 16.000 ra là đổ được nửa lít xăng, lo gì? Giờ giá sốc rồi, chỉ có 16k là đổ được 0,5 lít rồi, anh ơi cứ yên tâm thôi. Nếu mà đắt quá thì đi bán tải máy dầu anh Tùng ơi, anh Hà Tùng ơi, đắt quá thì đi bán tải máy dầu này. 535 triệu có bán tải Nissan Navara, số tự động máy dầu đi nhá. Đấy, đắt quá này thì đi máy dầu cho em đi. Lước sơn thì màu trắng đẹp đây, rất là nhiều dòng xe chạy dầu luôn. Còn nếu mà đắt quá thì đi i10 anh ạ. Morning những cái dòng 1 chấm với 1.2 thôi thì nó siêu tiết kiệm nhiên liệu. Nên là cứ 16.000 là mua được nửa lít xăng rồi. Chào bác Thợ Quang, chào bác Bùi Tuấn. Anh đi bộ thôi, anh đi bộ nên anh có vợ thôi, chứ giờ mà anh đi bộ không tán được gái đâu. Em mà may mà em là nữ đấy, chứ em mà là nam em tán gái lừa cái tỉnh Hải Dương này. Thích yêu chồng ô tô nói nắm cho xả lòng ra mà bán. Ui giời ơi anh ơi, cứ thích ô tô cơ. Một em Innova nữa đây, Innova bản G nhá, em này thì mới về này. Hello chị yêu, hello Thắng nhá. Thắng ơi tiếp nước của chị đi, Thắng ơi ngồi đâu tiếp nước chị đây, khát nước quá rồi.
Innova bản G này, đời 2013, số này là số sàn rồi. Giá thì có 270 triệu cho chiếc xe Innova bản G này. À đây, em xin phép uống hấp nước. Cảm ơn anh Bùi Tấn này. Các bác ơi, chia sẻ cho em đây nào. Vào đây nói chuyện cùng với em nào. Innova bản G mới về này, 270 triệu, đời 2013, động cơ 2.0, nước sơn là màu gì nhỉ? Màu vàng cắt cát một tí các bác nhé. Biển 36 này. Bán Innova đây, xin nhan trên gương. Màn hình giải trí thì có rồi, và có luôn cả cam hành trình và cam lùi. Nói chung là option không thiếu một cái gì. Quan trọng là máy số ngon. Innova bây giờ các bác rất là hot hit luôn nhé. Về chiếc nào hần gầu như là bán chiếc đấy luôn. Gần như là bán luôn. Innova 270 triệu bản G đời 2013 này. Để em đi ra bên ngoài một lượt nữa, đi lần lượt cho nó hết xe nhá, vì nhiều xe lắm luôn. Chào bác Phạm Thuân, chào bác Nguyễn Cường, chào bác Nguyễn Duyên này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Thời tiết thì không nắng nhưng mà rất là oi, rất là khó chịu các bác nhé. Hôm nay em còn về thêm một em Innova bản G nữa này. Nước sơn màu đen này, quay luôn. Quay luôn để khách hàng nào mà đang quan tâm về Innova thì em có hai chiếc này. Một siêu phẩm Innova bản G với nước sơn màu đen đẹp đây. Ốp hết mạng chrome tay lắm cửa này. Ui dồi ôi, nó hit hot thế này. Innova bản G 220 triệu số sàn đời 2006 này. Bác nào mà đang quan tâm về Innova, thời điểm bên em Hương đang có sẵn hai chiếc này. Các bác nhìn đời 2006 mà bác chủ cũ giữ được này. Táp ly phím bấm các thứ này, từng cái chi tiết nhỏ nhất đẹp như thế này rồi. Em chào bác cơ khí Hưng Linh nhé, chào bác Cao Thành Danh này. Innova bản G đời 2006, số sàn nước sơn màu đen đẹp. Em Hương đang bán là 220 triệu đây. Biển 20. Đẳng cấp cấp, đúng là lui được mấy ông anh thợ nhà em, đúng là bắt xe đẳng cấp cấp luôn. Đi bắt xe các bác nghĩ nhé, không phải là cứ vào nhà dân mà người ta bán đâu. Đôi khi còn phải uống rượu này, tán cả con gái nhà chủ xe thì mới mua được xe đẹp đấy các bác ạ. Xe đẹp như thế này mà không chốt thì các bác chốt xe nào? Uống rượu với chủ nhà hết ngày này qua ngày khác, lệnh mãi người ta mới bán xe cho đấy các bác ạ. 220 triệu cho một siêu phẩm Innova bản G ạ. Anh chị xem xem. Đi vào bên trong đây thì em có này. Một em siêu phẩm Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu này. Em này là số tự động. Rio đời 2016 số tự động. Anh chị cứ vào xem xe đi ạ. Ủa em Hương ra tiếp khách mấy chị ơi. Kia Rio này. Em cảm ơn bác Triệu Duyên Hòa nhá. Rất là nhiều dòng xe luôn các bác ơi. Kia Rio đời 2016 bản nhập khẩu số tự động, trang bị động cơ 1.4, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, ghế da zin hai màu đẹp như này nhá. Cam kết này, không đâm xô và không ngập nước đấy các bác cứ yên tâm thôi. 395 triệu đời 2016 cho em siêu phẩm Kia Rio đấy ạ. Rất là nhiều dòng xe luôn, phân khúc tầm tiền nào thì em cũng có này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm nữa đây. Một em Vios bản E xịn đời 2009 này, biển 36, nước sơn thì màu đen. Xin nhan thì được tích hợp ở trên gương rồi. Ghế da các bác nhìn này, ghế da bên trong là màu xe đen đẹp nhé. Vios 208 triệu bản E xịn đời 2009 và hộp số sàn đây. Nào có Vios đi rồi. Đi sâu nữa và bên trong đây thì em còn có một chiếc Tucson. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, số tự động đời 2010, bản nhập Hàn, sấy sởi kính và có cả sấy sởi ghế này. Em này là Tucson 2010 và là máy dầu các bác nhé. 5 chỗ ngồi gầm cao, có đèn bi salon, đèn gầm này, sấy sởi kính, lấy gió trong ngoài, có cả sấy sởi ghế cho em. Bản này có cả cửa lóc này, có cửa lóc nhé. 535 triệu cho chiếc xe Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi đời 2010 bản máy dầu ạ, số tự động đẹp này. Bên đây thì có cả Hyundai Solata. Hyundai Solata đời 2009 cũng là bản số tự động nhập khẩu nhá, em Hương đang bán là 288 triệu. Còn Kia Rondo máy dầu 7 chỗ ngồi thì em có này. Kia Rondo máy dầu 7 chỗ ngồi, em này là số tự động đẹp, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí.
đời 2014, xem cam kết không đâm xô, máy zin đẹp cho em. Đèn bi salon có đèn gầm và xin nhang thì tích hợp trên gương, gương kính thì cụp chỉnh tự động như thế này cho em nhé. La răng thể thao và phanh ABS này, em chào bác Nguyễn Triều này. Chào bác Vân Cáp phải không ạ? Đừng quên những lượt like và những lượt chia sẻ cho em Lê Hương các bác ơi, chia sẻ của em lên nào. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về xe bên em này. Bên đây thì có một i10, một em i10 bản hatchback một đầu nhỏ nhỏ xinh xinh và rất là trắng này. Đời 2014, bản nhập khẩu, động cơ trang bị chỉ có 1.0 thôi. Em Hương đang bán chiếc i10 này với giá là 195 triệu. 195 triệu cho em siêu phẩm i10 đời 2014. Ghế da hai màu, ghế da này là em thay rồi, ghế da cũ thì nó hơi xấu một chút. Nên là em đã đầu tư bộ ghế da mới rồi và cũng lên được một bộ mâm thể thao đẹp. Một bộ la răng này, một bộ mâm thể thao rất là đẹp, xi nhan trên hông mà giá chỉ có 195 triệu thôi. Đằng sau chiếc i10 2014 thì còn có một chiếc i10 2016 này. Biển 19, nước sơn màu trắng đẹp. i10 bản nhập khẩu đời 2016 nhưng em này là bản đủ nhá. Bản đủ em Hương đang bán là 255 triệu. 255 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ này, nước sơn màu trắng đẹp đời 2016. Quay rõ cả màn hình này, xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, phanh ABS hai bó bánh trước này, la răng thể thao, một dàn lốp còn mới đẹp. 255 triệu. i10 có tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh và có màn hình giải trí đầy đủ cho em nhé. Cảm ơn anh Tạ Duy nhé, Hoa Hải Dương. Hoa Hải Dương không biết bác Tạ Duy là hoa ở đâu nhỉ. Chào bác Phạm Đức Thuyết này. Fortuner 2 cầu. Nói chung là về Fortuner thì em đang cháy này, rất là Fortuner và Xpander. Trong thời điểm hiện tại không phải riêng mình bên em cháy mà cháy như quần như toàn quốc ấy ạ. Nhất là Xpander, không hiểu sao em nó vừa xinh vừa chắc chắn, tiết kiệm nhiên liệu nên là cháy hàng cực nhanh nhá. Fortuner và Xpander là hai dòng xe bên em Hương hiện tại cháy không thể mua được. Thậm chí là khách dân có ý định muốn mua xe mà đến bên em cho người đến vào trong xe kiểm tra, xe thì rất là đẹp nhưng mà giá bác đấy đòi cao hơn giá bên em bán ra thì không thể làm việc được. Nên Fortuner cũng cháy hàng rồi anh ơi. Chào bác Hiếu Nhung này. Chào bác Nguyễn Triều này, chia sẻ cho em Lê Hương lên nào. Số hotline thì em đã ghim rồi, những dòng xe thì từ 85 triệu cho đến trên 1 tỷ hoặc 1 tỷ với em đều có này. Dòng xe nào em cũng có, từ tập lái cho đến xe mẹt cho đến mui trần và bán tải bên em rất là nhiều. Còn đây thì em có một chiếc xe Kia Morning với nước sơn màu vàng đời 2016, giá chỉ có 215 triệu thôi. Màu vàng này là màu vàng zin đẹp các bác nhé. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning màu vàng zin đời 2016, động cơ trang bị 1.2. Còn bên đây thì có một em Spark này, Spark là tập lái này, em quay lộ thất bên trong chiếc Morning này. Morning đây các bác nhìn bên trong cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng. Máy số thì ngon, ghế da xịn, lên màn hình OLED rồi. Tổ hợp phím bấm thì em này có hai cái phím bấm trên vô lăng thôi. Còn bên đây là có một em tập lái này. Một em tập lái là Spark màu đỏ đời 2009. Động cơ trang bị là 0.8, siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Nước sơn màu đỏ đẹp 93 triệu. Em Hương đang báo giá này là 93 triệu, còn trên livestream là em chỉ bán là 85 triệu thôi. Cắt xả lỗ 85 triệu, khi nào có tiền xuống gặp em Lê Hương luôn. Anh ơi, xe chỉ từ 85 triệu trở lên. Quan trọng là anh thích dòng xe nào. Nếu như mà lặng quá thì mình có thể trả góp mà anh. Còn rẻ thì mình trả thắng luôn, xe thì chỉ từ 85 triệu, 80 triệu có ô tô đi rồi. Chào bác Nguyễn Giới, chào bác Hoàng Yến Lê nhé. Bác cơ khí Hưng Linh ơi, chia sẻ cho em Lên Hương lên đây để đùng một cái em lại báo giá livestream mà hợp với mẫu xe nào, dòng xe nào, tầm tiền kinh tế và phân khúc mà mình có thì alo luôn anh nhá. 0354602790 là số hotline của em rồi. Bên đây em còn có một cặp song sinh nữa này, Isuzu đời 2003 máy dầu đây. Một em Isuzu đời 2006 cũng là máy dầu này. Bác nào mà công trình, công trường hay mua cho thợ này, làm khu vực như vùng cao một chút này thì đi máy dầu cực tốn, cực tốt cho em nhé, không hề bị tốn xăng mà lại còn tiết kiệm nhiên liệu và gầm bệ thì rất là cao và thoáng luôn. Isuzu máy dầu đây. Nếu như mà 7 chỗ ngồi thì em còn có cả một chiếc Mazda Fremacy đời 2003, giá chỉ có 162 triệu có chiếc Mazda đi rồi. Chào bác Hùng Taxi này. Mazda Fremacy 162 triệu đây ạ.
Còn bên đây thì em có một chiếc xe màu đỏ đẹp số tự động, một siêu phẩm Ford Fiesta đời 2011 biển thủ đô Hà Nội này. Ba mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ này. Ford Fiesta mà đời 2011 em Hương đang bán là 280 triệu cho chiếc xe Ford Fiesta nước sơn màu đỏ ở đây. Bên cạnh thì em còn có một chiếc xe i10 biển 34 bánh đậu xanh nước sơn màu trắng đẹp. i10 đời 2015 bản nhập ấn số sàn, động cơ trang bị là 1.0, giá chỉ có 225 triệu thôi. Đầy đủ cho em phím bấm nghe gọi chân vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ nhá, túi khí an toàn. Em này không có túi khí an toàn à? Em lại bản này là không có túi khí an toàn các bác ạ, có tổ hợp phím bấm chân vô lăng thôi. 225 triệu bản nhập ấn đời 2015. i10 số sàn đây ạ, nước sơn thì màu trắng đẹp này. Em chào bác cuộc đời buồn này, chào bác Danh Khiêm nhé. Số tự động mà trên 100 triệu hoặc 200 triệu thì em có cả Kia Morning. Kia Morning bản nhập khẩu đời 2010, số tự động, form dáng là Lena Trang Hoa Mai Thể Thao. Biển 88 Vĩnh Phúc, nước sơn màu vàng đẹp nhé. Em Hương đang bán là 235 triệu đời 2010. Bản nhập khẩu đây ạ, động cơ trang bị là 1.0, số tự động đẹp, 235 triệu. Quay luôn cả biển ạ, biển 88 này. Chevrolet cờ đuôi đời 2011 em đang sẵn hai chiếc, một chiếc số sàn và một chiếc số tự động. Trước mắt khách hàng nhà mình đây là chiếc số sàn đời 2011. Em Hương đang bán là 240 triệu. Biển 15 Hải Phòng đời 2011 có 245 triệu này. À, 240 thôi. 240 triệu. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Getz nhập khẩu đời 2009 này, biển là biển thủ đô Hà Nội. Động cơ trang bị là 1.1 bản nhập khẩu số sàn, 158 triệu biển thủ đô Hà Nội nhé. Nếu như mà đi xe Getz nhập khẩu nhé, còn hơn rất là nhiều những dòng xe khác các bác ạ. Xe Getz nó bền lắm, lành lắm, thân vỏ nó to đùng, nó chắc chắn cơ. Chào bác Trường Sơn này. Rất là nhiều xe luôn. Kia Morning số tự động có màu lông chuột. Em còn có cả Kia Morning nước sơn màu trắng đẹp, bản nhập khẩu cửa lóc. Đời 2011 em đang bán là 279 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Đời 2011 bản nhập khẩu số tự động đẹp đây nhá. Màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Số tự động đẹp đầy đủ cho em và còn có cả cửa lóc nhá. La răng hoa mai dạng mới, phanh ABS chống bó cứng này. Con Chevrolet cờ đuôi này thì tối qua em Hương nhận cọc 20 triệu rồi, cho một bác trong Khánh Hòa nên em sẽ bỏ qua không quay nữa này. Bên đây thì em còn có một siêu phẩm Innova không taxi không dịch vụ. Innova tư nhân gia đình sử dụng đây, không taxi không dịch vụ, được sản xuất vào năm 2013 số sàn. Em Hương đang bán là 345 triệu, số sàn trang bị động cơ là 2.0. Màn hình giải trí có rồi, ghế da zin cao cấp theo năm tháng thời gian, 3 dàn điều hòa ở trên nóc như thế này nên là các bác ngồi hàng ghế nào thì cũng mát nhá. Gầm bệ cao chắc chắn, một dàn lốp còn mới đẹp đời 2013. Không taxi không dịch vụ, la răng thể thao. Phanh đĩa đầy đủ cho em ạ. Innova đây, 345 triệu này. CDX thì bên đây em có này, một siêu phẩm CDX đời 2010, đăng ký 2011. Trang bị động cơ 1.6, CDX nhập khẩu, số tự động đẹp, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. Các bác nhìn này, ghế da hai màu, bọc ốp hết cả những cái phanh tay cũng như là cần số này, cực kỳ sạch sẽ luôn. Màn hình giải trí, cửa lóc đầy đủ, đề lỗ thông minh. 260 triệu cho siêu phẩm CDX nhập khẩu đây. Trên 200 triệu mà khách hàng nhà mình đi nhá, số tự động thì cửa tiền trên 200 là CDX là một sự lựa chọn hoàn hảo cho em ạ. Khỏe khoắn này, máy thì bốc nhá, đi cực sướng cho em, xi nhan trên hông. La răng 5 chấu dạng phay và trang bị đầy đủ phanh ABS ạ. Chào bác Huy Quang, chào bác Duy Long, chào bác Trưởng Hải này. Chia sẻ cho em đây Hương lên nào, những mỗi bác chỉ cần cho em một lượt nút chấm này, một lượt thích này, một lượt chia sẻ thôi. Một lượt chia sẻ thôi các bác ơi. Một em siêu phẩm nữa đây, i10 màu trắng đẹp đời 2015 bản nhập khẩu số tự động. Bản này là bản 1.2 số tự động này. Em Hương đang bán chiếc i10 màu trắng biển 37 này với cái giá là bao nhiêu tiền ạ?
chỉ với giá là 328 triệu. Cam hành trình có, cam lùi có, bốn mắt cảm biến phía sau, xin nhan trên gương đầy đủ cho em. Có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa nhé, số tự động đẹp. 328 triệu cho chiếc xe i10 số tự động đời 2015. Em còn có một chiếc đời 2014 số tự động nữa, 295 triệu. Em này thì màu trắng, đời 2015 thì là 328 triệu này. Vios thì em có Vios đời 2011 số sàn, bản này là bản limo nhé, 210 triệu đồng cho chiếc xe Vios bản limo, nước sơn màu trắng đẹp. Lacetti EX với cái tầm kinh tế chỉ có 150 triệu thì mua Lacetti EX cho em. Form máy to, khỏe, đời 2009 ạ, nước sơn màu bạc nhé. Sedan hai đầu cực to. Em sẽ đi sâu hơn vào trong đây để em quay cho khách hàng nhà mình xem mà. Một chiếc xe bán tải bên em này, chào bác Tạ Quân này. Một em Captiva đời 2007 số sàn em Hương đang bán chỉ có giá là 210 triệu. Biển 88 Vĩnh Phúc này. Lốp sơn thì màu vàng cát đẹp, bên trong thì đầy đủ option cho em. Chống hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo cho em. Màn hình giải trí đầy đủ luôn, sấy sưởi kính điều hòa auto nhé. 215 triệu cho chiếc Captiva. Đời 2007 đây ạ. 210 triệu thôi. Biển 88 Vĩnh Phúc này. Vios thì em bán rồi, có em còn về thêm một chiếc xe Vios biển 34 bánh đậu xanh. Nước sơn thì màu vàng cát đời 2016, em Vios bản E này. Số sàn. Nước sơn màu vàng cát đời 2016, 355 triệu cho chiếc xe Vios bên em. Vios đây các bác này, 2016 có Vios màu vàng cát đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Còn bán tải Ford Ranger thì em đang sẵn 4 chiếc, nhưng bán tải Isuzu D-Max thì có một chiếc duy nhất thôi. Biển thủ đô Hà Nội, nước sơn màu cà rốt đẹp nhá các bác nhá, màu đỏ cà rốt đấy ạ, đỏ cam đấy ạ. Isuzu D-Max đời 16, đời 2016, đăng ký cuối tháng 12/2017. Hai bạn động cơ trang bị 2.5, số tự động máy dầu em Hương đang bán là 535 triệu. 535 triệu cho chiếc Isuzu D-Max này. Máy số zin, sơn zin bên ngoài 95%. Và em này thì còn có một dàn lốp mới và lốp sơ cua chưa hạ. Làm trả góp được 60% giá trị xe các bác nhé. Isuzu D-Max trả góp được 60% giá trị xe. Giá chào bán là 535 triệu, đời 2016. Đăng ký tháng 12/2017 này, tuổi thọ tương đương với 2018 nhé, giá cực đẹp luôn. Captiva thì hạ, em đang có 3 chiếc này. Số sàn đây nữa, đây một chiếc số sàn này, chiếc này cũng đời 2007 này. Giá chào bán 215 triệu. Vậy là em đang có 2 chiếc Captiva các bác nhé. Chevrolet cờ đuôi màu đỏ thì em bán rồi, em còn Chevrolet cờ đuôi màu trắng thôi. Còn Chevrolet cờ đuôi màu trắng này, em sẽ đi ra bên ngoài, bên đây rất là nhiều xe nữa này. Một em Kia Morning này. Em này thì hôm qua nhận cọc rồi nên là bỏ qua đi. Bên trong còn có một em Spark Van, một siêu phẩm Spark Van tập lái hoặc là chở đồ cho em. Biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu trắng đẹp. Nhưng điều đặc biệt là em này là số tự động nhé. Spark Van số tự động đời 2011, đăng ký lăn bánh là 2015. Em Hương đang bán với giá chỉ có 152 triệu. 152 triệu mà có xe số tự động đi đấy ạ. Màn hình giải trí này, có luôn cả cam 360 với cái một cái màn hình cam 360 bé bé như thế này nhé. Điều hòa thì mát lạnh luôn. Số tự động đi cực êm, cực ngon cho em. Sờ Bắc đây ạ, số tự động 152 triệu, động cơ chỉ có 1.0 thôi. Và bên đây thì còn có một chiếc xe Kia Carens đời 2008 bản nhập khẩu, động cơ 2.0. Em Hương đang bán là 285 triệu cho chiếc xe Kia Carens 7 chỗ ngồi, số tự động gầm cao các bác nhé. Xin nhan thì được tích hợp ở trên gương rồi. Xin nhan tích hợp trên gương, nước sơn thì màu đen đẹp, 285 triệu. Em chào bác Tạ Quân, chào bác Anh này, chào bác Đức Thưởng này. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em Lê Hương này, em chào anh Văn Khương nhé. Chào bác Trường Hải, chào bác Huy Quang, chào bác Duy Long, bác Quang Thịnh. Mãi nói quá nên không có thời gian cho khách hàng rồi. Bên đây thì có một em CDX với nước sơn màu này là màu xám xanh. CDX số tự động bản nhập khẩu cửa lóc đời 2009, em Hương đang bán là 248 triệu. CDX bên em rất là nhiều, màu đen có này, hôm qua thì bán trước màu bạc rồi, còn màu đen và màu xanh xám như này nhá.
số tự động nhập khẩu nữa đây. Một chiếc xe số tự động nhập khẩu là một em ghét nhập khẩu đời 2007 này. Máy số thì cực êm. Động cơ trang bị 1.4 em Hương đang bán là 188 triệu. 188 triệu cho chiếc xe ghét nhập khẩu đây, nhập Hàn cho em ạ. Sấy sưởi kính, sấy sưởi ghế này, gương kính thì auto cho em, 188 triệu thôi. Cò đuôi đỏ hôm qua mới lên sóng thì tối hôm qua nhận cọc rồi, 20 triệu vào Khánh Hòa rồi. Đang chuẩn bị rút hồ sơ rồi. Xe CRV thì em có này, một siêu phẩm xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao đời 2009. Em Hương đang bán là 408 triệu, máy số zin các bác nhé. Nếu nói về xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao thì thách thức các loại 5 chỗ gầm cao khác. Đỉnh của chóp luôn ạ. 408 triệu màn hình giải trí, túi khí an toàn, cửa lóc đầy đủ cho em. Cửa lóc đầy đủ cho em. Số tự động đẹp, động cơ trang bị là 2.0. Cho em siêu phẩm CRV đây ạ. Màn hình giải trí, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, có cả căn chỉnh làn đường cho em nhé. Siêu phẩm CRV 408 triệu đời 2009. Em còn có cả VinFast Farin nữa. Đây, rất là nhiều xe luôn. Các bác quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Chào bác Đức Thường này. Chào bác Nguyễn Bắc này. Bên đây thì em còn có một em VinFast Farin của bác Vượng này. Người Việt dùng hàng Việt đây. VinFast Farin đời 2019, số tự động. Bản này là lên full kịch cho em rồi. Đầy đủ đề lỗ thông minh, màn hình giải trí cam lùi cam hành trình. Xe thì mới như lăn từ trong hãng ra. Giá chào bán 340 triệu trong buổi báo giá ngày hôm nay. Thì em Hương sẽ lên cho khách hàng nhà mình cắt luôn nhé. Cực kỳ xinh gái này, các bác làm về tặng bà xã quá là ok này. 340 còn 330 triệu trong buổi live stream ngày hôm nay. Cam hành trình, cam lùi, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí lắp hết cả các lipo, ốp tê lắm cửa này. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, người Việt dùng hàng Việt, VinFast Farin đời 2019. Đề lộ thông minh, màn hình giải trí lên bộ la răng, nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Đỉnh của chóp luôn ạ, à. La răng đỉnh của chóp luôn nhé. 340 còn 330 triệu luôn. Zin đét toàn xe, bao trách hãng toàn quốc cho em ạ. Bên đây thì còn có một em siêu phẩm đây. Một em siêu phẩm CDX, bản này là bản full, có ga tay tự động Cruise Control nhé. Có ga tay tự động đời 2010, nhập khẩu 1.6, em Hương đang bán là 265 triệu. Các bác nhìn cái bộ mâm này, lên bộ mâm cực kỳ chất chơi luôn. CDX bản cửa lóc nhập khẩu em Hương đang bán là 265 triệu. Bản này có ga tay tự động này, full đồ rồi. Rất là nhiều CDX nhưng em này là chiếc duy nhất có ga tay nhé, những dòng kia thì không có ạ. 265 triệu ạ. CDX tiếp tục, em lại có CDX nữa đây. CDX đời 2009 này, bản nhập khẩu biển 34388, nước sơn màu đen đẹp. Biển 34388, nước sơn màu đen đẹp. Em này thì giá chỉ có 238 triệu thôi. Màn hình OLED, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, ghế da lên bộ ghế da mới đẹp rồi. Sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế có, đề lỗ thông minh có này. 238 triệu đời 2009, bản nhập khẩu 1.6 nhé. Lên bộ mâm la răng thể thao dạng phay như thế này cho em ạ. Xin nhan trên hông. 238 triệu cho siêu phẩm CDX, cam hành trình có này, cửa lóc đầy đủ cho em. Bên đây thì còn có một chiếc Cruise đời 2011. Em này là số tự động, động cơ trang bị 1.6 ạ. Cruise 2011 1.6 em đang bán là 268 triệu. 268 triệu cho chiếc Cruise số tự động, xin nhan trên hông. Bộ mâm là la răng dàn lốp sumo cực đẹp cho em. Số tự động đẹp đây các bác ơi. Một siêu phẩm đây nhé. Đầy đủ sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính đầy đủ cho em cho chiếc Chevrolet Cruise này. Chào bác Mông, chào bác Mang Tông này, chào bác Lặng Nhìn Cuộc Sống này, chào bác Phạm Mạnh này. Bên đây thì với nổi bật bật trong một cái dàn xe nhiều màu bạc, đen và trắng thì có một cái em màu đỏ rất là tươi luôn. Nhìn cái màu sắc rất là nổi bật luôn. Một em Mazda 3S đời 2009, bản nhập khẩu, có cửa lóc đầy đủ cho em. Em Hương đang bán là 285 triệu cho chiếc xe Mazda 3S đây. Nước sơn màu đỏ đẹp.
nổi bật trong một cái dàn xe hơn 100 chiếc bên em thì là chiếc em Mazda 3S này đấy ạ. Nước sơn màu đỏ đẹp 285 triệu, cam lùi có, cam hành trình có này. Có bô đôi thể thao và hai mắt cảm biến va chạm đầy đủ cho em. Đi sang bên đây thì còn có cả một em Kia Sorento nữa này. Kia Sorento số tự động đời 2009 này. Số tự động 7 chỗ ngồi, động cơ 2.4. Em Hương đang bán là 375 triệu cho chiếc xe Kia Sorento. Đề lổ thông minh, tổ hợp phím bấm chân vô lăng, 7 chỗ gầm cao mát máy nhé. Cao dàn mát máy là chiếc xe Kia Sorento này đây ạ. Còn cái màu xanh lét là lẹt này, màu xanh lét là lẹt mát mắt này là một chiếc xe i10 đời 2016 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.0, lên màn hình Android to rồi, ghế da đẹp, máy số ngon. Em này đang bán là 225 triệu cho chiếc xe i10 màu xanh. Hyundai i30 bản full kịch crown cao cấp nhất 308 triệu, đời 2009, cửa lóc đầy đủ, cảm biến va chạm, màn hình cam hành trình có hết rồi, máy số thì cực ngon, không đâm xô và không ngập nước ạ. Chị ơi đi vào đây chị ơi. Đang ngắm con nào rồi chị? Vẫn đang ngắm à? Đi vào cho đỡ nắng ạ. Còn đây siêu phẩm nữa đây. Một em i10 đời 2014 bản nhập ấn số tự động, máy số cực zin ngon luôn. Động cơ trang bị 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu, nước sơn màu bạc đẹp nhá. i10 bản nhập khẩu đây. Số tự động giá dưới 300 triệu, 295 triệu, có nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Có xi nhan trên gương, máy số em này thì cực êm luôn. La răng này, phanh đầy đủ cho em, đề lổ thông minh, màn hình giải trí nhá. Bác các bác nào mà mua em này về chỉ việc là đổ xăng đi thôi, còn nếu như thiện chí thì em đổ cho mình luôn đầy một bình xăng luôn. 295 triệu, còn 285 triệu trên livestream. Chỉ trên livestream em mới báo cái giá mà nó sốc như này thôi nhá. Đời 2014, cam hành trình, cam lùi, cảm biến va chạm, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, đề lổ thông minh, màn hình giải trí có rồi. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em ở phía dưới ạ. Vì bên em rất là nhiều xe, Innova về thêm luôn tục, Captiva cũng về thêm nhiều. Vừa rồi thì em Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe đang được chào bán bên em đây Hương. Bác nào mà quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại ở dưới bình luận cho em. Cũng livestream được tầm trên một tiếng rồi, báo giá cũng gần được gần như là hết xe rồi. Vì hôm qua bán mạnh quá, đầu tuần đến giờ mà bán tầm mười mấy 20 chiếc rồi. Mới được có mấy hôm, 2 hôm hay 3 hôm mà bán 12 chiếc rồi. Nên là bây giờ không chỉ là livestream bán xe đâu, mà những bác nào đang xem livestream bên em mà có nhu cầu để lại xe nhé, trao đổi xe thì cũng nhấc máy lên và alo cho em ạ. Bác nhìn em Hương. Ui, các bác chỉ nhìn thấy lúc em long lanh chụp ảnh thôi, còn những lúc như thế này nóng lắm luôn. Em chào bác Lula Nguyễn này, chào bác Lê Cao này, chào bác Phạm Thưởng này. Anh Thưởng ơi, quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại cho em. Số tự động, số sàn về rất là nhiều. Ui dồi. Có lẽ là bây giờ thì em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây nhé, vì thời tiết Hải Dương oi nắng quá này. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em, cũng như là kết nối Zalo cho em qua hotline 0354602790, hoặc đến trực tiếp showroom bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Còn bây giờ thì em xin phép được dừng livestream ở đây để đi dùng bữa đây ạ. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày làm việc thật là hiệu quả nhé. Mua lón mới thôi em, không có tiền mua lón anh ạ. Ngày nào cũng livestream, người cũng đen mà lón thì cũng hỏng rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em ạ. Trước khi ra thì các bác có thể cho em xin một nút like và một nút chia sẻ được không ạ? Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại khách hàng vào buổi chiều nay thì em sẽ lại lên báo sóng, lên review những dòng xe mới đang về bên em nhé. Và lên livestream hết sức của anh ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.